Lam Kinh là nơi bắt đầu của thời kỳ Hậu Lê, ghi dấu thành tích chống giặc ngoại xâm của anh hùng Lê Lợi. Đây không chỉ được biết đến là vùng đất thiêng, mà còn đem theo những câu chuyện tâm linh, bí ẩn, đặc biệt liên quan tới những cây mộc lớn hàng trăm năm tuổi. Chính điện Lam Kinh khi xưa là nơi diễn ra các nghi thức long trọng, trang nghiêm nhằm ca ngợi và tôn vinh công đức của vua Lê Thái Tổ cũng như vương triều Hậu Lê. Qua thời gian, chính điện bị hủy hoại vì nhiều nguyên nhân, đến gần đây được phỏng dựng lại để làm nơi thờ cúng. Theo chia sẻ từ thuyết minh viên tại di tích, thời gian quyết định xây dựng được ký cũng là khi mà câu chuyện bí ẩn xảy ra. Đầu năm 2010, khi mà Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa ký quyết định cho phỏng dựng lại tòa chính điện này, thì ngay góc phía tây của khu điện miếu Lam Kinh thì có một cây lim 600 năm hàng ngày vẫn cứ tỏa bóng mát ở đây. Những cái điều đặc biệt đáng nói là khi mà Ủy ban dân tỉnh ký quyết định cho phỏng dựng tòa chính điện thì đúng thời điểm đó cây lim bỗng dưng chút lá. Và sau một thời gian thì dường như cây lim không có khả năng sinh trưởng trở lại nữa. Cho nên Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định là cho hạ cây lim này để làm cây cột cái của tòa nhà chính điện. Và thật bất ngờ khi mà hạ xuống đấy, có rất nhiều cái sự trùng hợp đến kỳ lạ. Thứ nhất là gốc của cây lim. Gốc của cây lim này đường kính 80cm vừa khít những chân tàng cái là chân tàng cao nhất nằm ở bên trong của tòa chính điện này. Cây lim có độ cao trên 7m thì bắt đầu phân thành hai cành. Khi hạ xuống đến một cành có đường kính 65cm lại vừa khít những chân tàng quân. Chân tàng quân là chân tàng vách. Một cành 45cm lại vừa khít những chân tàng hiên là chân tàng hè ở bên ngoài. Ngoài ra các nhánh nhỏ khác của cây lim còn làm được thượng đương, tức là các cái đòn nóc của chính điện và một số cái đầu trụ của chính điện. Tức là năm cấu kiện quan trọng nhất của chính điện Lam Kinh thì cây lim này làm được hết. Mà cái điều đặc biệt thứ hai ở cây lim đấy ạ, thưa với quý đoàn thì chúng ta biết rồi, lim thì bao giờ cũng có một cái đặc tính chung là thường tiêu tâm, tức là lim càng già càng rỗng ruột ở bên trong. Thế nhưng cái lim này 600 năm rồi, hạ xuống từ gốc đến ngọn đều đặc ruột mà không hề bị rỗng, rất là đẹp. Từ lúc cây lim chốt lá cho đến lúc cây lim được hạ xuống thì khoảng 6 đến 7 tháng. Vậy mà khi cắt xuống thì từ thân của cây lim vẫn còn ứa ra một cái dòng máu sống hệt như dòng máu vậy. Thì khiến cho mọi người hôm đó vô cùng kinh ngạc. Thì sau này rất nhiều nhà tâm linh về đấy dự cái buổi lễ phạt mộc khởi công đấy, thì họ đã giải thích rằng là những cây lâu năm từ 100 năm trở lên người ta gọi là thần mộc. Mà cây lim này đã tồn tại 600 năm, đón nhận rất nhiều linh khí của đất trời, chắc chắn rất là linh thiêng. Trong khi đó đấy, Lam Kinh lại được đánh giá là một trong những cái điểm tối linh của đất nước ta. Vậy thì phải chăng cây lim này chút lá một lần là để tự nguyện hiến mình cho tòa nhà chính điện, là sự sắp đặt của các đấng tối cao chứ không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Điện Lam Kinh vẫn là một trong những điểm đến linh thiêng bậc nhất tại Việt Nam. Câu chuyện bí ẩn về cây lim này cũng chỉ là một trong nhiều câu chuyện làm nên chất tâm linh, linh thiêng đặc biệt của nơi đây, bên cạnh những câu chuyện về cây ổi biết cười hay cây đa ôm cây thịt nằm trong di tích, vân vân.